Chào quý bà con, hôm nay thì cái máy test máy nọc sạn cho bà con. Máy nọc sạn có năng suất 1000 kg/giờ, sử dụng điện 2 pha 220V. Thiết bị nọc sạn này thường được các dây chuyền chế biến nông sản, cửa hàng gạo và hộ gia đình sản xuất và lựa chọn sử dụng. Máy nọc sạn có những ưu điểm vượt trội so với các sản phẩm cùng loại có bán trên thị trường. Sản phẩm cho tỷ lệ nọc sạn sạch 100%, kiểu dáng đẹp, gọn nhẹ, bắt mắt, dễ vận chuyển, chất lượng ổn định, đặc biệt độ ôn thấp nên bạn không cần lo lắng. Máy nọc sạn 1000 kg/giờ có cấu tạo hiện đại giúp giảm tối đa các công đoạn sản xuất thủ công và ít tiêu hao sức người, tiết kiệm thời gian sử dụng, tăng năng suất lao động. Kích thước của máy, chiều dài là 1m3, chiều rộng là 800, chiều cao là 1m15, trọng lượng của máy là 85 kg, năng suất đạt 700 kg/giờ, công suất tiêu hao nguyên liệu 3,7 kW/giờ. Máy nọc sạn gạo kết hợp nọc tấm ra khỏi gạo, giúp loại bỏ sạn, tấm, chấu, càng có trong gạo một cách nhanh chóng và hiệu quả. Việc loại bỏ sạn trong gạo là một trong những khâu quan trọng, phức tạp nhằm tạo nên chất lượng gạo sạch mang tới tay người tiêu dùng, giúp cho mỗi bữa cơm của gia đình có thêm phần đầm ấm và ngon miệng. Ngoài ra, máy có thể nọc sạn sạn tấm cho các loại hạt nông sản như đậu tương, đậu đen, ngô. Hiện chúng tôi đang test sản phẩm máy nọc sạn cho khách hàng tại cửa hàng Thế Giới Máy để chuyển về cho cơ sở sản xuất gạo và nông sản tại Bình Phước.